Xin chào anh chị, hôm nay hãy cùng Nusin 88 đi trả lời câu hỏi máy massage Nusin A Logan và Nix Spa có tốt không? Bạn lo lắng vì làn da có dấu hiệu đi xuống trầm trọng của mình. Bạn không có thời gian cũng như tiền bạc để đi massage hàng tuần. Bạn muốn mua một chiếc máy massage mặt tại nhà để có thể tự làm đẹp những khi rảnh rỗi. Bạn không biết nên lựa chọn loại máy nào phù hợp với làn da của mình để đạt hiệu quả tốt nhất trong quá trình sử dụng. Vậy thì đừng bỏ lỡ những chia sẻ dưới đây của Nusin 88 để có được những thông tin hữu ích nhất nhé. Massage mặt là công việc bạn nên làm hàng ngày, hàng tuần để giúp cho da có độ đàn hồi, căng bóng, trẻ hóa làn da, có diện mạo trẻ trung, tránh bị nhăn nheo và hạn chế tối đa quá trình lão hóa. Những động tác massage đúng cách sẽ giúp cho tuần hoàn máu trên khuôn mặt của bạn được lưu thông, giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm, căng tràn sức sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách massage mặt đúng cách, vậy nên việc dùng tới những chiếc máy massage là điều vô cùng cần thiết. Máy massage mặt Nusin A Logan và Nix Spa hoàn toàn có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của bạn trong việc làm trẻ hóa làn da, giúp cho da tràn đầy sức sống, căng mọng, ngăn chặn quá trình lão hóa cũng như những tác động gây tổn thương cho làn da của bạn. 1. Máy massage mặt Nusin của nước nào sản xuất? Máy massage mặt Nusin là sản phẩm của thương hiệu Nusin nổi tiếng có xuất xứ từ Mỹ. Tại Việt Nam, thương hiệu Nusin còn khá mới mẻ nhưng tại Mỹ, thương hiệu này đã có hơn 30 năm uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và đã khẳng định được vị trí tên tuổi của mình trên thị trường. Hầu hết thiết bị, sản phẩm của hãng Nusin, trong đó có cả máy massage mặt Nusin đều được kiểm duyệt kỹ càng về chất lượng và độ an toàn trước khi bày bán trên thị trường. Do đó, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng để chăm sóc da tại nhà. 2. Công dụng máy massage mặt Galvanic Face Spa có tác dụng như thế nào? Loại bỏ chất bẩn và độc tố tận sâu trong tầng trung bì và hạ bì của da, làm sáng và mịn da rõ rệt ngay lần sử dụng đầu tiên, cải thiện làn da, tăng mật độ thể tích da, lỗ chân lông thu nhỏ, xóa những nếp nhăn li ti trên khuôn mặt, vết chân chim, nếp nhăn trán, nâng cơ và săn da khiến khuôn mặt bạn trở nên thon gọn, nâng cơ rãnh má, khóe miệng, nuôi dưỡng và phục hồi từ sâu bên trong da. Ở trên là những tác dụng chính khi bạn sử dụng máy Galvanic Face Spa. Nhưng làm thế nào để một chiếc máy nhỏ lại có những tác động chống lão hóa mạnh mẽ như thế? Cùng Mifarm Nusin.vn khám phá cơ chế hoạt động của máy nhé. Xem thêm chi tiết về máy nâng cơ mặt Nusin tại đây. 3. Cơ chế hoạt động của máy Galvanic Face Spa. Điều đặc biệt, bộ máy Galvanic Face Spa dùng dòng điện nhẹ như một cách kích thích năng lượng tế bào, thanh lọc làn da và làm làn da tươi sáng hơn. Hơn nữa, dòng điện nhẹ có thể đưa tinh chất thấm sâu hơn tận bên trong tế bào da. Để hiểu hơn về cơ chế hoạt động của máy thì anh chị hãy xem video dưới phần mô tả trước nhé. 4. Máy massage mặt Nusin có tốt không? Để biết máy massage mặt Nusin có tốt không, hãy cùng chúng tôi đánh giá ưu và nhược điểm của dòng máy này để có câu trả lời chính xác nhất các bạn nhé. Ưu điểm của máy massage mặt Nusin, điểm nổi bật nhất của máy massage mặt Nusin chính là việc sử dụng công nghệ micropulsation độc quyền. Công nghệ này có khả năng tạo ra các sóng dao động khi kết hợp với các đầu silicon mềm sẽ có tác dụng làm giảm nếp nhăn, giúp da hấp thụ các dưỡng chất dễ dàng vào sâu trong da, từ đó ngăn chặn lão hóa da hiệu quả. Ngoài công dụng chăm sóc và làm đẹp da, làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, xe khít lỗ chân lông cho da trắng sáng và mịn màng, máy massage mặt Nusin còn được trang bị rất nhiều tính năng thông minh và hiện đại khác như trị nếp nhăn, chế độ điều chỉnh dòng điện phù hợp với từng loại da khác nhau. Thiết kế máy massage mặt Nusin không chỉ nhỏ gọn, nhẹ mà còn vô cùng thông minh với chế độ xoay đa chiều giúp việc sử dụng rất đơn giản và dễ dàng. Cường độ của máy không quá mạnh, kết hợp với việc sử dụng các đầu cọ được làm từ các chất liệu mềm và nhẹ nên đảm bảo không làm tổn hại tới làn da người dùng. Máy massage mặt Nusin có thiết kế đơn giản, dễ dàng tháo lắp, đầu cọ cũng rất dễ thay thế khi hỏng hóc nên bạn có thể yên tâm mua và sử dụng. Nhược điểm của máy massage mặt Nusin, nhược điểm duy nhất của máy massage mặt Nusin chính là có giá thành cao hơn so với các dòng máy massage của các thương hiệu khác đang được bày bán trên thị trường. 5. Chức năng của máy massage mặt Nusin không đơn thuần là dòng máy rửa mặt thông thường. Các dòng máy massage mặt Nusin không chỉ có khả năng làm sạch da, mà còn có tác dụng hỗ trợ quá trình chăm sóc da, giúp da hấp thu dưỡng chất nhanh hơn. Chính những đặc điểm nổi trội này đã khiến máy massage mặt Nusin được cộng đồng làm đẹp ưa chuộng. Đây là dòng thiết bị cầm tay có bổ sung thêm khả năng thấm nước, an toàn tuyệt đối. Khi bạn dùng máy trong không gian nhà vệ sinh bạn, cũng không lo bị hỏng hóc các thiết bị bên trong. Máy massage mặt Nusin giúp bạn tiết kiệm thời gian làm sạch da mặt, tăng khả năng loại bỏ da chết, bã nhờn, dầu thừa, khiến bề mặt da thông thoáng, hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Sau một thời gian sử dụng, bạn sẽ thấy da sáng dần lên. Sản phẩm máy massage mặt rất thích hợp với những người có tình trạng da không đều màu, dầu nhờn nhiều. Nhờ quá trình liên tục massage, thúc đẩy quá trình máu huyết lưu thông trên bề mặt da mặt sẽ thêm phần hồng hào và tươi trẻ hơn. Nhờ thiết kế xoay chiều đa tác dụng, sau nhiều lần sử dụng máy massage sẽ giúp tăng độ đàn hồi cho da mặt,
tăng cường quá trình sản sinh cola, giữ lại lớp dầu bảo vệ da, giúp da có độ ẩm cũng như căng mịn một cách tự nhiên. Khả năng làm sạch của các đầu massage giúp lỗ chân lông lúc nào cũng sạch sẽ, dần dần se khít. Cảm nhận từng chuyển động của máy massage, bạn sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, thư thái hơn. 6. Mua máy Galvanic Spa ở đâu chính hãng? Trên thị trường hiện nay, khách hàng khá hoang mang vì có quá nhiều nơi bán máy Galvanic Spa. Những đơn vị khác nhau có chất lượng và mức giá khác nhau khiến người tiêu dùng bị phân vân choáng ngợp. Để đáp ứng được nhu cầu chọn mua sản phẩm vừa tốt và mức giá rẻ hợp lý, Nusin 88 chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng 100%. Chúng tôi là đơn vị được ủy quyền chính thức từ thương hiệu nổi tiếng Nusin tại Việt Nam. Từng đợt nhập hàng của chúng tôi đều có hóa đơn đỏ rõ ràng và minh bạch. Đồng thời chúng tôi cũng có giấy phép kinh doanh đầy đủ. Do đó, bạn có thể hoàn toàn yên tâm được về sản phẩm hoàn toàn chính hãng của chúng tôi. Hãy lựa chọn Nusin 88 để được hưởng mức giá ưu đãi, xua tan mọi nỗi lo âu về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhé. Không chỉ vậy, Nusin 88 còn có đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Bạn sẽ được tư vấn sử dụng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Bạn còn được hướng dẫn chi tiết, cụ thể cách sử dụng sản phẩm sao cho có hiệu quả cao nhất đó. Chúng tôi bật mí, bạn có thể sử dụng chung gel âm dương Galvanic Spa với máy Galvanic Spa để có được hiệu quả tối ưu nhất. Để biết thêm thông tin về loại gel này, bạn hãy xem chi tiết link bên dưới phần mô tả. 7. Một số lưu ý khi sử dụng máy massage A-Lock Galvanic Spa. Đầu tiên là giữ ẩm bàn tay và giữ các ngón tay luôn chạm vào bảng mạ kiềm. Khi bật máy, sẽ có 3 tiếng bíp, đó là thiết bị đang chỉnh dòng điện đối với nhu cầu của mỗi loại da. Hãy luôn nhớ là để thiết bị tiếp xúc với da của bạn thường xuyên. Cần giữ cho thiết bị phẳng trên mặt da. Điều khiển máy theo hướng lên, hướng ra ngoài. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên kết hợp sử dụng máy với các sản phẩm bổ sung giúp giảm nhăn da, trẻ hóa làn da một cách hiệu quả. Nusin 88 là một trong những địa chỉ hàng đầu cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo hàng thật, chất lượng tốt nhất. Thiết bị làm đẹp, chăm sóc da Nusin là một trong những dòng sản phẩm nổi bật được bán trên Nusin88.com, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Hoa Kỳ, đảm bảo chất lượng và giá thành tốt nhất. Để mua máy massage Nusin chính hãng trên Nusin88.com, mời bạn liên hệ cho chúng tôi theo hotline 0888260222 để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết. Cảm ơn các bạn đã xem hết toàn bộ sản phẩm. Nếu muốn cập nhật sản phẩm mới nhất hay, thì hãy ghé ngay fanpage YouTube của Nusin88.